102. Lời kêu xin cứu giúp, lời cầu nguyện của người đang khốn khổ, khi người yếu đuối và bày tỏ lòng buồn bực cùng Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện tôi, nguyện lời kêu xin của tôi lên đến Ngài. Xin đừng lánh mặt trong khi tôi gặp khốn khó. Xin hãy lưu ý đến tôi. Khi tôi kêu cầu, xin Ngài nghe tiếng tôi. Đời tôi tan đi như mây khói, xương cốt tôi cháy như than đỏ, lòng tôi như cỏ bị cắt và phơi khô. Tôi quên cả ăn vì quá sầu khổ. Tôi chỉ còn da bọc xương. Tôi như chim cú trong sa mạc, như chim cú sống trong các nơi đổ nát. Tôi nằm thao thức. Tôi giống như chim lẻ bạn đậu trên mái nhà. Suốt ngày kẻ thù sỉ nhục tôi, những kẻ chế giễu tôi, nguyền rủa tôi. Thức ăn của tôi là điều buồn bã, nước mắt là thức uống. Trong cơn giận, Chúa đã túm bắt và ném tôi thật xa. Những ngày tháng của tôi sắp qua đi như bóng câu. Tôi héo như cỏ, nhưng Chúa ơi, Ngài cai trị muôn đời. Uy danh Ngài còn đời này qua đời kia. Ngài sẽ đến và thương xót Jerusalem. Đã đến lúc Ngài tỏ lòng nhân từ cùng thành ấy. Nay chính là thời điểm đó. Các kẻ tôi tới Chúa yêu thích các tảng đá của thành ấy, cả đến bụi bặm của nó nữa. Các dân sẽ kính sợ danh Chúa, các vua trên đất sẽ tôn trọng Ngài. Chúa sẽ xây lại Jerusalem. Người ta sẽ nhìn thấy vinh hiển Ngài ở đó. Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng và không từ chối lời khẩn cầu của họ. Hãy viết những điều này để thế hệ mai sau ca ngợi Chúa. Từ nơi thánh Ngài trên cao, Chúa trông xuống. Từ thiên đàng, Ngài nhìn xuống đất. Ngài nghe tiếng than vãn của các tù nhân. Ngài giải thoát những kẻ bị kêu án tử hình, để người ta sẽ rao truyền danh Chúa tại Jerusalem. Lời ca ngợi Ngài sẽ được nghe ở đó. Các dân sẽ cùng họp nhau, các nước sẽ phục vụ Ngài. Chúa khiến tôi chán sống. Ngài đã cắt ngắn đời tôi. Cho nên tôi thưa, lạy Chúa tôi ơi, xin đừng cất mạng tôi nửa chừng. Các năm Chúa còn mãi mãi. Thuở xưa Chúa dựng nên trái đất, bàn tay Ngài làm ra các bầu trời. Trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Chúa sẽ tồn tại mãi. Trời đất sẽ mòn cũ như áo quần, Ngài sẽ thay và ném bỏ chúng đi như quần áo. Nhưng Chúa không bao giờ thay đổi. Các năm tháng Chúa không hề chấm dứt. Con cái chúng tôi sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài, và cháu chắt chúng tôi sẽ được bình an trước mặt Ngài. Thi Thiên chương 103. Ca ngợi Chúa của tình yêu, bài ca của David. Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi Chúa. Toàn thân ta ơi, hãy ca tụng danh thánh Ngài. Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi Chúa. Đừng quên sự nhân từ Ngài. Ngài tha thứ mọi tội lỗi tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi. Ngài cứu tôi khỏi mồ mả. Ngài lấy tình yêu và lòng thương xót làm mão chiều đội cho tôi. Ngài ban cho tôi mọi điều tốt lành và làm tôi trẻ lại như chim phượng hoàng. Chúa làm điều phải lẽ và công bằng cho những kẻ bị ức hiếp. Ngài cho Môsê biết đường lối Ngài và cho Israel biết việc làm của Ngài. Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Ngài chậm giận giàu tình yêu. Không phải lúc nào Ngài cũng luôn luôn bắt tội chúng ta. Ngài không căm giận mãi. Chúa không trừng phạt chúng tôi xứng với tội lỗi chúng tôi. Không báo trả chúng tôi đáng với sự gian ác chúng tôi. Hễ các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,
thì tình yêu Ngài dành cho kẻ kính sợ Ngài cũng lớn bấy nhiêu. Phương Đông xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng mang tội lỗi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Chúa tỏ lòng nhân từ đối cùng những ai kính sợ Ngài, như cha tỏ lòng nhân từ cùng con cái mình. Ngài biết chúng tôi được tạo nên như thế nào. Ngài nhớ rằng chúng tôi chỉ là bụi đất. Đời người giống như cỏ, nó trổ hoa trong đồng, gió thổi hoa bay mất, không còn để lại dấu tích. Nhưng tình yêu Chúa dành cho những kẻ kính sợ Ngài còn đời đời, và lòng nhân từ Ngài kéo dài đến con cháu họ, là những người giữ giao ước Ngài và vâng theo mệnh lệnh Ngài. Chúa đặt ngôi Ngài trên trời, nước Ngài quản trị mọi loài. Hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài. Các ngươi là những chiến sĩ bạo dạn, làm theo lời phán và vâng theo mệnh lệnh Ngài. Hỡi các đoàn quân của Chúa, là các tôi tới Chúa làm theo ý muốn Chúa, hãy ca ngợi Ngài. Các ngươi là tôi tới Chúa, hãy làm theo ý muốn Ngài. Mọi vật Chúa dựng nên, hãy ca ngợi Ngài. Bất cứ chỗ nào Ngài cai trị, linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi Chúa. Thi Thiên chương 104. Ca ngợi Thượng Đế đấng tạo hóa. Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Thượng Đế, Ngài rất cao cả. Ngài mặc vinh hiển và oai nghi, áo Ngài là ánh sáng. Ngài dâng bầu trời ra như cái lều, xây phòng Ngài trên các đám mây. Ngài dùng mây làm xe và lượn trên cánh gió. Ngài dùng gió làm sứ giả mình, ngọn lửa làm tôi tớ mình. Chúa xây trái đất trên nền nó, nó sẽ không bị di động. Ngài phủ trái đất như chiếc áo, nước dâng ngập các ngọn núi cao. Nhưng khi Chúa ra lệnh, nó liền hạ xuống. Khi Ngài gầm thét, nó vội vàng trôi mất. Nước chảy qua núi non rồi xuống thung lũng, đến nơi Ngài định cho nó. Ngài đặt ranh giới biển, không cho nó vượt qua, để nước không còn làm ngập lụt đất nữa. Ngài khiến suối đổ vào các sông ngòi, chúng chảy giữa các núi non. Suối cấp thức uống cho muôn thú, các lừa hoang đến đó uống nước. Chim muôn làm tổ gần nước, hót thánh thót giữa các cành cây. Từ trời Ngài tưới các núi non, đất đầy dẫy những thành quả của công trình Ngài. Ngài khiến cỏ mọc lên cho súc vật và rau cỏ cho con người. Ngài khiến đất sinh ra thực phẩm. Ngài cho chúng tôi rượu ngon khiến chúng tôi vui vẻ, và dầu ô liu làm mặt chúng tôi sáng rỡ. Ngài ban bánh mì để chúng tôi thêm sức. Cây cối của Chúa được tưới đầy đủ, đó là các cây hương nan của Liban mà Ngài đã trồng. Chim trời làm tổ trên đó, con cò xây tổ trong các nhành thông. Núi cao là lãnh thổ của dê rừng, các khe đá là nơi trú ẩn của con sói đồng. Ngài dùng mặt trăng để định ngày tháng, mặt trời luôn biết giờ lặn. Chúa khiến nó tối lại thì hóa ra đêm. Bấy giờ các thú rừng đi ra, sư tử gầm thét khi kiếm mồi. Chúng trông đợi Thượng Đế ban thức ăn. Khi mặt trời mọc lên, chúng trở về hang động để nghỉ ngơi. Rồi con người đi ra làm việc mãi đến chiều tà. Lạy Chúa, Ngài đã làm thật nhiều điều. Nhờ sự khôn ngoan Ngài dựng nên tất cả mọi thứ, đất đầy dẫy các vật mà Ngài tạo nên. Hãy nhìn đại dương to rộng cùng vô số sinh vật lớn nhỏ sống trong đó. Tàu bè đi lại trên biển cũng có Leviathan mà Ngài khiến nô đùa trong đó. Tất cả đều trông đợi Ngài ban thức ăn theo giờ. Khi Ngài ban thức ăn thì chúng nhận lấy. Khi Ngài xòe tay ra, chúng được no nê thức ăn ngon. Khi Ngài quay đi, chúng đâm ra hoảng sợ. Ngài lấy hơi thở chúng, chúng dậy chết và trở về bụi đất. Khi Ngài hà hơi sống trên chúng, chúng được dựng nên. Ngài làm đất trở nên mới. Nguyện vinh hiển của Chúa còn mãi mãi. Nguyện Chúa vui hưởng điều Ngài sáng tạo. Ngài nhìn đất, đất liền rung chuyển. Ngài sờ vào núi, núi liền bốc khói.
tôi sẽ hát xướng cho Chúa suốt đời tôi. Tôi còn sống bao lâu thì tôi sẽ ca ngợi Thượng Đế tôi bấy lâu. Nguyện tư tưởng tôi đẹp lòng Ngài, tôi vui mừng trong Chúa. Nguyện tội nhân bị diệt khỏi đất, nguyện kẻ ác không còn tồn tại. Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi Chúa, hãy ca ngợi Chúa. Thi Thiên chương 105. Tình yêu Thượng Đế dành cho Israel. Hãy cảm tạ Chúa và rao truyền danh Ngài. Hãy thuật cho các quốc gia những việc Ngài làm. Hãy hát xướng, hãy ca ngợi Ngài. Hãy thuật lại các việc diệu kỳ của Ngài. Hãy vui mừng trong sự kiêu hãnh. Những người tìm kiếm Chúa hãy vui mừng. Hãy tìm kiếm nơi Chúa và sức mạnh của Ngài. Hãy luôn luôn đến cùng Ngài để xin cứu giúp. Hãy nhớ lại các việc diệu kỳ Ngài đã làm, những việc lạ lùng và các phán quyết của miệng Ngài. Các ngươi là dòng dõi của tôi tớ Ngài là Abraham, con cháu Gia-cốp, dân được lựa chọn của Ngài. Chúa là Thượng Đế chúng ta, Ngài cai trị toàn thế giới. Ngài sẽ mãi mãi tôn trọng giao ước Ngài và luôn luôn giữ lời hứa. Ngài giữ giao ước đã lập với Abraham và lời hứa Ngài cùng Isaac. Ngài xác nhận giao ước cho Gia-cốp, lập thành giao ước với Israel cho đến đời đời. Chúa phán, ta sẽ cho ngươi đất Canaan, xứ đó sẽ thuộc về các ngươi. Khi Ngài tuyên bố những điều ấy, thì dân cư của Ngài hãy còn ít ỏi. Họ là kiều dân trong xứ. Họ lưu lạc từ nước này sang nước khác, từ vương quốc này đến vương quốc nọ. Tuy nhiên, Chúa không cho ai ức hiếp họ. Ngài cảnh cáo các vua không được làm hại họ. Ngài bảo, chớ có đụng đến dân được chọn lựa của ta, không được làm hại các nhà tiên tri ta. Thượng Đế đưa thời kỳ đói kém đến trong xứ. Ngài tiêu hủy mọi nguồn thực phẩm. Sau đó, Ngài sai một người đi trước họ, tức Joseph, bị bán làm nô lệ. Chúng xiềng chân người và đeo gông vào cổ người, cho đến thời kỳ mà người đã tiên đoán xảy đến. Lời của Chúa chứng tỏ Joseph nói đúng. Vua Ai Cập cho gọi Joseph đến và thả người ra. Nhà lãnh đạo quần chúng phóng thích người. Vua đặt người cai quản cả cung vua. Joseph quản trị mọi tài sản vua. Người có quyền sai khiến các hoàng thân. Người dạy khôn cho các bậc lão thành. Sau đó cha người là Israel đến Ai Cập. Gia-cốp trú ngụ tại xứ Cham. Chúa khiến dân Ngài sinh sôi nảy nở, làm cho họ lớn mạnh hơn kẻ thù họ. Ngài làm cho người Ai Cập ghét dân Ngài để họ nghịch các tôi tớ Ngài. Rồi Ngài sai tôi tớ Ngài là Mô-xe và A-rôn là người Ngài đã chọn. Họ làm các dấu lạ giữa người Ai Cập và thực hiện các phép lạ trong xứ Cham. Chúa sai bóng tối đến khiến xứ tối mịt, nhưng người Ai Cập chống nghịch lời Ngài. Chúa liền biến nước ra máu, khiến cá đều chết, rồi xứ bị ếch nhái tràn ngập, thậm chí tràn vào phòng ngủ của các quan cai trị. Chúa phán thì ruồi nhặng bay đến, mũi mòng tràn lan khắp xứ. Ngài khiến mưa đá rơi xuống thay vì mưa, và sai sóng vang chớp lòe khắp xứ. Ngài tàn phá các dây nho và cây vả họ. Ngài tiêu diệt cây cối khắp xứ. Ngài phán thì cào cào liền bay tới ào ạt nhiều vô kể. Chúng ăn sạch các cây xanh trong xứ cùng những gì do đất họ sinh ra. Chúa cũng giết các con trai đầu lòng trong xứ, tức con trưởng nam của mỗi gia đình. Sau đó Ngài dẫn dân Ngài ra khỏi Ai Cập. Họ mang theo bạc và vàng, không một ai trong vòng họ vấp té hay bị bỏ lại. Dân Ai Cập quá mừng khi dân sự Ngài ra đi, vì người Ai Cập rất sợ họ. Chúa dùng đám mây làm bóng mát cho họ và soi sáng bóng đêm bằng ánh lửa. Họ xin, Ngài liền sai chim cút đến và cho họ ăn no nê bánh từ trời. Chúa chẻ tảng đá, nước liền phun ra chảy như sông giữa sa mạc. Chúa nhớ lại lời hứa thánh mà Ngài lập với Abraham tôi tớ Ngài.
Thượng Đế mang dân Ngài ra trong niềm hân hoan, là dân chọn lựa của Ngài trong tiếng ca hát. Ngài cấp cho họ đất đai của các dân tộc khác, họ nhận lãnh công lao của kẻ khác. Ngài làm như thế để họ giữ mệnh lệnh Ngài và vâng theo lời dạy của Ngài. Hãy ca ngợi Chúa.